Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Lòng Fitness. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai thức uống nó có vị ngọt nhưng nó giúp phụ nữ giảm cân, nó tăng cường collagen giúp bạn đẹp da, và cái này bạn có thể mua về nhà để bạn làm bất kỳ nơi đâu, bất kỳ siêu thị, cửa hàng, chợ nào, rất là đơn giản. Đầu tiên đó là nước dừa bên trái tôi và bên này là chanh mật ong. Đó, nãy giờ tôi đã uống hết một phần rồi. Và bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn hiểu cái lý do tại sao về cái lượng calorie, cái lượng dinh dưỡng và cái lượng thực tế uống để hai cái loại nước uống này nó có vị ngọt nhưng nó giúp bạn giảm cân rất là hiệu quả. Đầu tiên, 100g cơm dừa nó sẽ cung cấp cho bạn khoảng tầm 370 đến 400 calorie. Nhưng 100ml tương đương 100g nước dừa nó chỉ cung cấp cho bạn khoảng tầm 19 calorie. Tức là nó chỉ bằng, các bạn thử lấy 350 mà các bạn chia cho 20 thì các bạn sẽ có một con số là nó chênh lệch nhau rất lớn, khoảng 15 lần. Đó, cái nước dừa trong này, ví dụ như một trái này tôi mua ở siêu thị nó là 15.000, nó chỉ khoảng 100ml và nó chỉ 15.000, bạn chỉ có khoảng 20 calorie thôi. Cái việc á mà khoảng tầm 3 giờ chiều bạn sẽ cảm thấy cơ thể bạn rất là thèm ngọt, bạn sẽ cảm thấy là bạn rất là muốn ăn cái gì đó, uống cái gì đó đồ ngọt, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta hãy đặt lên bàn tính 100ml trà sữa. Một cái ly trà sữa bình thường là không ai mua 100ml, đúng không? Bạn sẽ mua một ly cỡ 400ml như thế này. Và 400ml đó nó khoảng tầm 500-600 calorie, tức là khoảng tầm 120 mấy calorie và rất nhiều đường trên mỗi 100ml. Mà 100ml nước dừa nó chỉ khoảng tầm 19 calorie. Ok, như vậy là nó gấp bao nhiêu lần? Bạn thử chia ra đây, 125 trên một trên khoảng tầm 19 nó còn gấp 8 lần. Rồi, ở bên này chúng ta sẽ có một lon nước ngọt. Nó sẽ ghi trên là một khoảng 140 calorie trên 330ml, tương đương với khoảng tầm 45 calorie trên mỗi 100ml. Và cái nước chanh mật ong này các bạn làm vừa đủ, không bỏ quá nhiều đường, vừa đủ vị để uống, thì mỗi 100ml nó chỉ khoảng tầm 20 đến 30 calorie, tức là nó chỉ bằng cỡ 50 một nửa của một lon nước ngọt. Rồi, đó là chúng ta tính trên mỗi 100ml chúng ta uống được. Các bạn sẽ thấy một cái sự chênh lệch calorie rất lớn khi các bạn lựa một bên là một ly trà sữa, một bên là một lon nước ngọt vào cái giấc khoảng tầm 3 giờ chiều, cái giấc mà bạn đang cảm thấy thiếu đường do từ khoảng 1 giờ đến 2 giờ bạn làm việc, bạn ngồi bạn gõ máy tính, bạn làm việc căng thẳng đầu óc, bạn bị thiếu năng lượng. Những lúc đó tôi khuyên bạn nước dừa hay chanh mật ong nó sẽ bù đắp cái lượng đường cho bạn ở mức hợp lý, hoặc là bạn có thể lựa chọn một quả táo hoặc một quả ổi, một trái ổi bạn ăn, nó sẽ cung cấp một cái lượng đường vừa đủ, nó không bị quá nhiều. Tại sao? Tại vì khi mà cùng mỗi 100ml bạn cứ nghĩ đi, trời, nó chênh nhau đến 8 lần calorie trên mỗi 100ml, thì bạn nạp vô, giờ chẳng lẽ bạn mua ly trà sữa là bạn uống có 1/5, 1/10 ly trà sữa, nghe nó vô lý đúng không? Nhưng mà một quả dừa này 15.000, bạn sẽ cảm thấy là wow, nó khá là nhiều tiền, mình không nên mua một lần 3 trái để mình uống. 3 trái cộng lại nó khoảng tầm mới 60 calorie mà nó hết 45.000 rồi. Trong khi 45.000 chúng ta có thể mua một ly trà sữa size M, thậm chí size L, với đầy ắp cỡ 400ml, thêm topping, thêm trân châu, thêm đường đen. Rồi, ở đây cái vấn đề đó là giá tiền trên cái mức sử dụng. Nếu cùng một cái lượng tiền các bạn bỏ ra để các bạn mua một cái loại thức uống hoặc một cái loại đồ ăn, thì hai cái này nó sẽ giúp bạn giảm cân vì cái hành vi sử dụng tiền của chúng ta. Cái điều này rất là quan trọng nha. Nghĩa là các bạn cứ hình dung cùng là 45.000, một bên bạn chỉ cung cấp được khoảng tầm 50 đến 60 calorie đến từ nước dừa. Rồi, một bên bạn có thể cùng 45.000 bạn cung cấp có thể gần gấp 10 lần cái lượng calorie nước dừa đó, cái lượng calorie đến từ đường đó.
Nên sau một cái khoảng thời gian dài, bạn sẽ rất khó để mà bạn có thể dùng quá nhiều nước dừa để bạn uống cho mập, vì nó đâu có rẻ đâu. Để bạn uống cùng một cái lượng calo của ly trà sữa, bạn phải bỏ ra số tiền 450.000 mà mua 30 trái dừa bạn uống. Rồi nước của nó rất nhiều, bạn sẽ no, rất là no trước khi bạn nạp đủ cái lượng calo đó, đúng không? Rồi đó là cái vấn đề về hành vi. Khi mà một cái món đồ rẻ tiền thì chúng ta, hoặc là chúng ta có thể mua được số lượng nhiều, chúng ta dễ dàng, chúng ta ưu tiên cho những cái nhu cầu của cơ thể của chúng ta về ngắn hạn để chúng ta mua và chúng ta nạp vô quá nhiều. Và khi đó mà bạn đưa một cái lượng đường vô cơ thể quá nhiều, một là nó gây ra vấn đề và bạn dễ dàng bạn bị tiểu đường, hai là vấn đề bạn thừa cân, nó gây ra những biến chứng về huyết áp, về mỡ máu, ba là khi bạn nạp quá nhiều đường vô, cái cơ thể của bạn lâu dần nó quen là nó ăn cái gì nó cũng phải ăn rất là nhiều đường, thì điều đó nó sẽ gây hại cho cơ thể của bạn và bạn dễ dàng làm bạn tăng cân, mất kiểm soát rất dễ dàng. Rồi chúng ta quay đến cái câu chuyện của cái ly nước chanh mật ong. Rồi cái này bạn sẽ khó uống nhiều. Tại sao? Tại vì một cái ly này nó có cái vị, một chút vị đắng của chanh, một chút vị chua của chanh, và cái này bạn phải làm ở nhà, nên bạn sẽ rất khó để bạn bỏ công bỏ sức ra để bạn sản xuất nó bằng cái lượng 10 lon nước ngọt. Ồ, đúng không? Rồi, nên là cái ở đây cái khía cạnh là bạn làm ra nó có số lượng nó không quá nhiều, và bạn chỉ uống một chút, nó sẽ có một chút vị đắng. Bởi vì nó có vị đắng, bạn sẽ rất khó để bạn uống một lần cả nửa lít chanh mật ong hoặc là một lít chanh mật ong trong vòng 3 ngày, giống như việc bạn có thể dễ dàng bạn uống 3 lon nước ngọt trong 3 ngày. Một lon 330ml là 3 lon là gần 1 lít rồi. Đó, ở đây. Và thêm nữa, cái việc bạn đi mua chanh, rồi bạn đi mua mật ong, rồi thêm một chút đường. Dĩ nhiên cái hũ đường này tôi vẫn luôn khuyên bạn là uống chanh mật ong đừng dùng quá nhiều đường. Rồi cái việc bạn dùng làm mua và làm cái ly chanh mật ong này nó khó hơn rất nhiều việc bạn bỏ ra cái số tiền đó bạn mua 10 lon nước ngọt. Bỏ tiền mua 10 lon nước ngọt nó dễ hơn rất là nhiều. Và khi dễ, chúng ta dễ dàng chúng ta nạp quá nhiều lượng calorie. Đó. Thế nên cái hành vi và cái giá thành cũng như cái loại đồ uống khác nhau nó quyết định đến cái vấn đề giảm cân của bạn. Đó là lý do tại sao tôi giới thiệu cho bạn nước dừa và chanh mật ong. Đã khoảng 3 giờ chiều bạn mệt quá, bạn có thể uống và nó giảm cái lượng calorie của bạn trong tổng quan một cái quá trình dài giảm cân của bạn. Rồi điều này nó sẽ rất là tốt. Ngoài ra trong nước dừa nó có rất nhiều hormone thực vật cytokinin, nó giúp bạn tăng cường cái collagen, nó giúp bạn đẹp da, thì tội gì bạn không uống nước dừa, đúng không? Rồi xin chào, hẹn các bạn, gặp lại các bạn trong video clip từ Ryan Long Fitness.